Ôi chào 500 anh em YouTuber. Thì không có cái gì mà nhanh bằng cắt người yêu cũ trở mặt hết. Nhưng mà thằng này nó nhanh hơn người yêu cũ trở mặt luôn hả Phúc? Nó vô nó nói xe lột vô cái... Rồi nãy nó sao? Nó nói vậy, kêu chạy máy làm lại vậy. Rồi mày có báo người ta là chạy máy nhiêu tiền không? 3 triệu. Nó chỉ vô nó nói xe chạy máy làm lại, cái lính nó nói là 12 triệu. Rồi nó kêu làm với anh, rồi nó bỏ, giờ nó kêu gắn thêm nộ ma, kêu nộ ma 1 triệu cái là rồi nó kêu rồi nó đi giờ. Má nhanh gọn liền, nhanh hơn người yêu cũ cho mặt luôn. Là cái xe này lột vô nó kêu cành cành là mình không diễn tả. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình chỉ ra cho bạn coi là bảo trì máy Vinh 150 bao nhiêu tiền, thời gian bao nhiêu lâu, làm những gì như thế nào. Thì mình trả lời luôn, một cái xe 150 cách đông cách vắng thì mình chưa biết, nhưng mà ví dụ khi mà bình thường á thì bữa nay các bạn bỏ mai các bạn lấy. Nếu mà khách đông thì các bạn có thể chờ 4-5 ngày. Còn vụ khách vắng thì em làm là bữa nay bỏ mai lấy, hoặc là sáng bỏ chiều 5-6 giờ lấy. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về giá tiền. Giá tiền thì là em chỉ máy một cái xe dày là 12 triệu. Là cho là 12 triệu là xe Vinh, máy Vinh em làm là 12 triệu. Nhưng này muốn lên nội mai thêm 1 triệu là 13 triệu. Ví dụ như thay dây con, thay thắng hay gì đó thì tính thêm. Rồi chào tạm biệt 500 anh em YouTube. Cảm ơn 500 anh em YouTube rất là nhiều. Giờ em sẽ gỡ này ra. Chào 500 em YouTube. Thì bây giờ đây là đồ để mình chuẩn bị mình ráp cho 150 này. Thì đầu tiên là cái này là bụng mình đã vô xong rồi, là mình sang chơi cái dơn rồi cho nó nhẹ nhàng. Thì đây là ta dơn Uma như các bạn có thể thấy đó, đây là ta dơn Uma. Bật đèn thì ở trong mình thay bật đèn mới, NTN hết, và máy móc thì mình rửa lại sạch sẽ. Tiếp đến đó là về phần cái nồi á, thì mình sử dụng là mình thay lại lá bố và lá sắt đó, mình thay lá bố và lá sắt chính hãng luôn. Thay giờ lá bố trên xe bị cháy nè các bạn, lá bố nó bị cháy nè. Thì có hai màu để các bạn so sánh luôn, cái màu đen cái màu trắng. Camera quay vô trong đây nè, quay vô trong lá bố á, để mà mọi người thấy được là cái màu đen với lại cái màu trắng đó là hai màu rõ ràng luôn. Thì mình khỏi giải thích thì anh em tự hiểu là nó cháy không cháy. Tiếp đó thì chủ xe muốn thay một cái nồi Uma, thì khi mà anh em muốn lên nồi Uma này thì bình thường người ta bán 1-2 triệu gì đó. Thì giờ ví dụ anh em làm máy ở đây thì em chỉ tính nồi Uma cho anh em 1 triệu thôi. Rồi tiếp đến là bộ phần ti này rất là dễ hư, thì những cái xe mà sửa chữa em sẽ thay bộ phần ti luôn, thay thế cho bộ phần ti này. Bộ phần ti này bắt đầu mẻ cạnh rồi. Rồi tiếp đến đó là về phần sân cam. Bên sân cam thì em sẽ thay một sợi sân cam chính hãng của Ed. Lòng á, lòng thì em có sẵn là full kit, là một bộ bạc nhập của Indonesia, một trái bích tông nhập của Indonesia, một cái lồng, một cái áp bích tông, hai cái phi gà bích tông hãng luôn, rồi một cái rong gilat. Đây là full bộ lồng đó, lồng quen full bộ là vậy, và rong chân với lại rong gilat. Các bạn có thể thấy là nó rất nhiều chi tiết ở đây ha, lồng trái bạc, áp phi gà bích tông, rong chân, rong lồng, rong đầu. Rồi cái nồi thì em phải thay một cái chuồng heo mới. Những cái xe của em làm thì em đều thay một cái chuồng heo mới hết đó. Tiếp đến là về phần lồng cũ, lồng đồ thì em sẽ trả lại cho khách, em bắt buộc luôn khách phải đem về. Riêng về phần đầu á thì ở đây là em xé xuống bắp sạch sẽ, em cạo khó xuống bắp, em vệ sinh lỗ xăng bô, em móc lỗ xăng bô được sạch sẽ hết. Bạc đạn cam em thay với lại phó xuống bắp, trong đây em sử dụng phó xuống bắp hãng đó. Em ráp đồ sạch sẽ hết, kiểm tra và em kiểm tra cò đồ có hư không, em sẽ thay cho người ta. Thì mình cũng góp ý 500 anh em luôn là trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh chạy một cái Edge 2019 hoặc là Edge 155 á, tới giờ mình kiểm tra là về phần đầu hoặc về phần máy, bởi vì người ta thấy rất là kêu. Nhưng mà mình cũng nói ở đây luôn là cái dòng xe Edge 155 và những cái Edge mà 2020, Edge 150 mà 2020 á, cái máy nó kêu ghê lắm. Thì anh em cũng tới nhờ mình canh lại, nhưng mà cái đó là không canh, bởi vì cái zin nó là như vậy rồi. Cái zin của nó rất là kêu chứ không phải là nó không kêu. Cho nên là các bạn muốn mình làm hết thì cái xe nó sẽ yếu, hoặc là nó sẽ chạy không ngon bằng khi mà cái xe đang kêu như vậy. Chỉ có những cái dòng Edge này đúng của nó, đi tới tuổi, tới năm, tới tháng định kỳ bảo dưỡng thì em mới gỡ ra em làm dây. Những cái nào mà em làm thì phải mang lại hiệu quả cao cho các bạn, và đúng với tình trạng bệnh của chiếc xe, đúng với cái việc là cái xe nó bị như vậy thì em mới làm. Rồi vậy là cảm ơn mọi người rất là nhiều, thì giờ em sẽ tiến hành em ráp hết cái xe này vô. Ôi chào 500 em YouTube. Tại bữa bận quá lúc tới lấy xe á quên quay clip, mà cho dù có quay clip á anh cũng không thích.
Tại sao? Tại vì làm một cái chiếc xe xong mà đâu phải lên chạy vòng mà biết nó ngon không ngon đúng không? Bữa giờ chạy mấy ngày rồi? Chạy cũng có tuần rồi. Một tuần rồi. Hồi bữa làm hết nhiêu tiền? 13 250. Rồi ví dụ như bữa giờ đi cả tuần vậy thấy cái xe nó làm sao? Thấy im. Mà như lên cầu á mà kéo cái máy hơi mạnh đó, dừng lại cái máy nó hay nó nghe nó giọng quá rồi. À tại vì cái xe 150 này đặc trưng của nó là ở giọng nồi. Ví dụ như người ta tén rồi cho hết nó không ngon nó giặt. Cái này là đen thành giọng nồi. Thì bình thường tại vì khi mà anh rã một cái xe ra anh đều á là thay chuồng heo mới. Thì chuồng heo mới nó sẽ có độ rơ của nó. Ví dụ trên mạng thì có rất là nhiều bài, rất là nhiều cái luôn. Người ta là đều tén chuồng heo hay gì đó rồi lại á, nhưng mà anh không có làm, anh chỉ gắn đồ zin vô. Tại vì gắn đồ zin vô thì căn bản của xe zin đó là nó có độ rơ. Đó thì ví dụ như nó chỉ giọng nồi, còn ví dụ cái kia mà người ta tán cứng lại thì nó thành giặt, cái xe nó cằn nó khác. Nên anh chọn là làm theo zin. Với lại khi mà em đi thời gian vậy, ví dụ như hôm nay là hẹn em 7 ngày 10 ngày tới anh chỉnh đó, thì anh sẽ chỉnh anh ra lại cho em. Có thể em đi nóng được nóng nó hơi có trả số. Em có bị trường hợp đó không? Có. Thì em tới anh thấy em ra em trùng là anh chỉnh cho em là ngon rồi. Rồi. Với lại có muốn nói gì thêm hoặc là chia sẻ gì không, hoặc là cái nào không được cứ nói, chứ anh không phải quay clip là mình khen không có được. Không thì... muốn ấy gì là anh sẽ canh chỉnh lại luôn, tại nãy giờ anh chưa hỏi em là cái xe có bị không dở nào để anh chỉnh lại hết á. Không thì vẫn chạy ngon bình thường, ngon hơn trước nhiều. Rồi. Chỉ có Amaya ấy với lại nồi nó giọng thôi đúng không? Đúng rồi. Có lên cầu mạnh quá thì nó hơi giọng với chứ mở lại bình thường không. Rồi hồi nãy anh định tăng son giùm em mà anh thấy sơn nó kêu quá, mà anh thấy sơn nó không có trùng đó, dạng nó căng quá nó dỗ à. Nó dỗ lên cái thanh này nó cũng không căng luôn mà do cái cao su này của ẹt chứ thôi, 150 á nó hay bị đập nó mỏng vô đây nè đó, còn lại mọi thứ bình thường hết đó. Thì khi mà đi 7 đến 10 ngày á nhớ quay lại canh chỉnh hơn. Rồi ví dụ như có xì nhớt xì nhau gì nói anh đó, còn xe em thì không có xì nhớt xì nhau gì hết, đi xong tới chỉnh con lại nhìn em là xong. Đó mình có chia sẻ mình nói gì không? Tại vì đây là cái thằng mà mình nói là nó nhanh như một con gió nè. Khoảng này không tí bữa rồi tới bỏ cái là đi về đúng không? Phải không? Là bữa tới là anh đang quay anh đi giờ em về luôn để cho đó. Mà sao nhanh gọn lẹ mà sao biết giá tiền trước vậy? Tại em coi trên mạng hết rồi. Coi trên mạng là rồi. Chuyện lỡ may mà ra đây mình làm không được không đúng hay gì đồ sao? Vậy đó mình coi thử anh. Đúng rồi. Dạ cái này là đúng á, ví dụ như là có nhiều thằng nó lên mày hỏi là làm tiệm sửa xe tiệm tay không biết được không, chứ nói thẳng ví dụ như nhiều khi mà ra phụ tùng mới gì tao không phải bỏ tiền ngu ra thử biết là ông đó làm được hay không, một món đồ đó được hay không chứ đúng không, chứ đâu có nào mà mình không bỏ tiền ngu ra mình biết đâu. Làm nghề gì? Em làm vật liệu. Làm gì? Vật liệu hả? Thì lúc mà đó ví dụ nghiên cứu vật liệu đồ cũng phải bỏ tiền ngu ra mới biết chứ đúng không? Nào cũng vậy à? Đúng rồi. Nhưng mà hên là cái này là không có bị ngu không? Rồi vậy cảm ơn cho đi về rồi. Với lại đi mà vài bữa trùng em ra tiếp á thì cứ tới anh chỉnh cũng không tốn tiền mà cũng nhẹ giống vậy nè. Rồi ok cảm ơn em.